Linh Nghệ NT xin kính chào các bạn. Linh Nghệ NT xin giới thiệu với các bạn IC công suất PS21564SP. Đây là con IC mới, chính hãng 100%. Tất cả các sản phẩm bên Linh Nghệ NT đều là hàng chính hãng, các bạn có thể yên tâm. Và tất cả các sản phẩm thì đều được bảo hành. Để đặt hàng, các bạn có thể truy cập vào website linhkiet.com hoặc là gọi điện thoại trực tiếp. Số điện thoại và link website được dán ở phần mô tả, các bạn có thể xem tại đấy. Ngoài ra thì để tham khảo các sản phẩm khác bên linhkiet thì các bạn cũng có thể truy cập vào website linhkiet.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.